Từ tháng 6 năm 2020, dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp Business Innovation Zone đã được OX Traded khởi xướng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quốc tế và trong nước, đặc biệt là nhóm SME, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong lĩnh vực sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và điện tử, tận dụng lợi thế từ cơ hội kinh doanh trực tiếp và trực tuyến, thích ứng với những thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua những thách thức trong và sau đại dịch. Theo đó, OX Traded đã hợp tác cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn, các chuyên gia trong ngành, các tổ chức chính phủ để mang đến chuỗi chương trình cung cấp thông tin, cập nhật các giải pháp, mô hình kinh doanh du kích hiệu quả trong thời đại số. Năm 2022, dựa trên khảo sát ý kiến từ 500 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và điện tử ở Việt Nam, với nhu cầu thiết yếu về một chương trình chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh thực chiến cùng sự ghi nhận từ cộng đồng. Dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp quyết định thành lập ban cố vấn và tổ chức lần đầu tiên chương trình lễ vinh danh cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp với mục tiêu tìm kiếm và lan tỏa thông điệp bài học kinh doanh từ các câu chuyện sáng kiến doanh nghiệp trong và sau đại dịch. Xoay quanh chủ đề chính năm 2022, sức mạnh cộng hưởng từ con người, công nghệ, truyền thông. OX Traded là nhà tổ chức triển lãm hàng đầu Đông Nam Á, thành viên của Rick Exhibition, công ty tổ chức triển lãm hàng đầu thế giới, chuyên mang đến những sự kiện kết nối doanh nghiệp, nhà cung cấp, đơn vị phân phối và các đối tác kinh doanh. Cùng quy mô toàn cầu hơn 400 sự kiện tại 22 quốc gia và phục vụ 43 lĩnh vực công nghiệp, riêng tại Thái Lan và Việt Nam, OX Traded sở hữu hơn 20 thương hiệu uy tín về triển lãm và hội nghị quốc tế. Với hơn 36 năm kinh nghiệm trong ngành tổ chức sự kiện và triển lãm quốc tế, OX Traded đã thiết lập thành công mạng lưới kết nối doanh nghiệp đa ngành, hiệu quả, tối ưu hóa thông qua hoạch định tài chính, vận hành tinh gọn, truyền thông đa phương tiện và công nghệ số hóa. Là hai triển lãm quốc tế thường niên do OX Traded tổ chức, năm nay, triển lãm công nghiệp quốc tế VME Vietnam Manufacturing Expo sẽ diễn ra vào ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 năm 2022. Và triển lãm điện tử quốc tế Netcon Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 14 đến 16 tháng 9 năm 2022. Cả hai triển lãm sẽ được tổ chức tại Cung Hữu nghị Việt Xô ECE 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Với sự góp mặt của các đơn vị triển lãm đến từ hơn 10 quốc gia và cùng gần 200 thương hiệu công nghiệp và máy móc, thiết bị trong lĩnh vực công nghiệp và điện tử tại các khu vực trưng bày và các gian hàng quốc tế trực tuyến đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Đức, Ấn Độ. Xuyên suốt trong những ngày diễn ra, hai triển lãm sẽ là các hoạt động giao thương hướng đến doanh nghiệp nội địa và quốc tế như chuỗi hội thảo tư vấn chuyên đề, các bản tin cập nhật công nghiệp tiên tiến nổi bật từ các thương hiệu hàng đầu thế giới và đặc biệt các chương trình trực thuộc dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp như tư vấn kinh doanh miễn phí, diễn đàn công nghiệp, lễ vinh danh câu chuyện sáng kiến doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vực dậy trong và sau đại dịch Covid-19. Còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký tham gia ngay để trở thành đối tác, nhà tài trợ, diễn giả của dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp. Thông tin chi tiết vui lòng quét mã QR hoặc truy cập vào website www.vmeexpo.com, www.nepconvietnam.com.